Ngày 13 tháng 4, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Cao su Kon Tum tổ chức Đại hội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Cao su Kon Tum có hơn 1.540 cán bộ quản lý, công nhân viên chức, người lao động, trong đó có gần 240 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2017-2023 là thời gian rất khó khăn đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trong đó có Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Cao su Kon Tum. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng công ty luôn thực hiện đúng pháp luật về lao động, chú trọng chăm lo đến việc làm và cải thiện đời sống người lao động. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ quản lý, công nhân viên lao động ổn định, yên tâm lao động sản xuất gắn bó với công ty. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, công đoàn đơn vị đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Ngoài ra, công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội góp phần hỗ trợ nâng cao đời sống của người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhiệm kỳ 2017-2023, thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 9 triệu đồng một tháng. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Cao su Kon Tum phấn đấu 90% trở lên công đoàn cơ sở vững mạnh, khá, phấn đấu giới thiệu 75 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có 40 đoàn viên được xem xét kết nạp vào Đảng, tiếp tục đóng góp xây dựng quỹ mái ấm công đoàn, phấn đấu trao tặng ít nhất 20 căn nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.